mời quý vị chúng ta cổ vũ một tràng pháo tay. Xin hân hoan kính mừng ban trị sự xã Vĩnh Nhận dựng bản vừa xong. Mời tất cả quý vị đồng đạo chúng ta ủng hộ một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, buổi lễ dựng bản đến đây đã xong. Mời tất cả quý vị quan khách, quý vị đại diện ban trị sự trung ương, ban đại diện tỉnh cùng toàn thể quý vị ban trị sự xã bạn và cùng toàn thể quý vị đồng đạo chúng ta xã mát dây lát và vào bàn dùng cơm với ban tổ chức. Buổi lễ đến đây đã xong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đọc giảng viên, chúng ta có nhu cầu đến đây để diễn ngâm lại sắp thi giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhóm đồng đạo xã Vĩnh Nhận đến đây để diễn ngâm lại quyển 3 trong sắp giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thì phải cần thiết thực hành đúng tôn chỉ giáo lý của thầy, tránh những cái hiện tượng biến tướng sai lệch tôn chỉ xảy ra. Điều này thì ban trị sự trung ương chúng tôi, ban trị sự cũng đã có các cái công văn gửi về cơ sở. Hôm nay nhân cái buổi họp mặt hôm nay, chúng tôi một lần nữa xin nhắc nhở cho tất cả quý đồng đạo chúng ta trong quá trình thực hiện đạo sự của mình thì cần thiết phải thực hiện đúng tôn chỉ, đúng giáo lý, giáo luật, đúng hiến chương của giáo hội và đúng pháp luật của nhà nước, để trong quá trình hoạt động đạo sự chúng ta xảy ra được cái suy nghĩ. Đó là những điều mà chúng tôi nhân cái buổi họp mặt hôm nay muốn nhắc nhở cùng với toàn thể. Chúng ta qua, chúng ta, chúng ta.
Ủa tao bên đây không có tiền hay sao? Rồi đúng rồi đó. Rồi. Ủa mà nhắn con tỉnh. Không phải cái này nên nói chuyện mà. Không luôn vô là. Nhắn chỗ nào? 1, 2, 3. Bình. Chụp mấy cái ảnh này đăng lên ảnh bìa nghe. 1, 2, 3. Rồi. 2, 1, 1, nãy. Hồi nãy có nam có nữ đó. Rồi, rồi. Có nam có nữ. Cái cô nghệ sĩ. Dạ, cái này khách đó. Vậy trong trong thành viên trong ban còn ai đọc không thì cứ đọc đi. À, đọc đi để vô quay coi. Yeah.
để tâm đi phần trang nghiêm và lâu trọng. Trân trọng kính cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương sở tại đã giúp đỡ tạo thuận lợi cho ban tổ chức hoàn thành buổi lễ. Chân thành cảm ơn quý nhà mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm và các anh chị em đồng đạo trong các khâu tổ chức đã tận tình phục vụ chu đáo về các mặt, giúp cho buổi lễ thành công viên mãn. Sau cùng kính chúc bye.
Thank you.
tâm viên mãn, giảng thử các đường. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc buổi lễ hôm nay. Xin cảm ơn và kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin phép ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ông Trần Văn Lên, một phó ban ban trị sự xã Vĩnh Định. Kính thưa toàn thể quý vị, là chúng ta đã vừa hoàn thành nội dung chương trình của buổi lễ hoàn công hôm nay. Ngày khánh thành ban tổ chức và tất cả quý vị quan khách, quý vị ban trị sự trung ương, quý vị ban trị sự xã và quý vị toàn thể quý vị đồng bào chúng ta đứng lên để làm lễ nghi thức ban thành bế mạc và làm khánh lễ. Ngoài tất cả quý vị, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang cùng toàn thể bà con tín đồ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp, bộ huyện Châu Thành của xã Vĩnh Nhuận. Cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, quý bà con tín đồ đã đóng góp công sức, vật chất lẫn tinh thần để công trình nơi làm việc của ban trị sự xã Vĩnh Nhuận được hoàn thành tốt đẹp, đưa vào sử dụng. Xin nguyện cầu ân trên Đức Phật, Đức Thầy từ bi gia hộ toàn thể chúng ta thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành. Kính chúc quý vị khách quý mạnh khỏe, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đến lễ Đức Quỳnh Giáo Hữu cũng vừa xong. Tiếp theo buổi lễ hôm nay là chúng tôi tiếp theo là lễ dựng bản ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Nhuận. Còn ngày thứ tôi xin kính mời về phía ban trị sự trung ương ông Nguyễn Thanh Hoài là quý vị thượng tịch chánh văn phòng phó ban trị sự giáo hội tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Thác là quý vị thượng tịch ban trị sự trung ương trưởng ban ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, ông Tô Gia Hùng vị quý vị bí thư đảng ủy và xã Vĩnh Nhuận, ông Lê Quang Quyền trưởng ban ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Nhuận, và bốn vị chúng ta ra đại diện nghe kéo và ghi bản và đào tạo chúng ta ra phía trước để chúng ta ghi hình. Cầu thăm thầy tới đây dấu
Thank you.
Hãy subscribe.